xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào, ngăn chặn mọi âm mưu lợi dụng tôn giáo phá hoại ổn định đất nước. Thời gian qua, một số cá nhân tổ chức lấy danh nghĩa bảo vệ dân chủ nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để đưa ra những đánh giá sai lệch, xuyên tạc, hòng can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, trong đó có Việt Nam. Thực chất, đây là một phần của chiến lược diễn biến hòa bình đối với Việt Nam mà các thế lực thù địch phản động triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sức ép từ bên ngoài, kích động các hoạt động chống phá từ bên trong, phá hoại tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong chuyên mục Góc chiếu thẳng hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích thủ đoạn của các thế lực thù địch, làm rõ sự ưu việt trong chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo, những người theo tôn giáo ở nước ta. Trước đó sẽ là tin tức nổi bật về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân. Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thời gian gần đây, các vụ án kinh tế tham nhũng trọng điểm được đưa ra xét xử kịp thời, xử lý nghiêm minh người phạm tội, khẳng định quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, trong bối cảnh tội phạm tham nhũng kinh tế ngày càng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng và tinh vi hơn, cần đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, bảo đảm tố tụng tư pháp, dân chủ, công bằng, văn minh, pháp quyền, hiện đại, nghiêm minh, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý 1 năm 2023, ngành nội chính Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đánh giá những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thành phố là hoàn toàn đúng đắn. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, Ban chỉ đạo phải đoàn kết thống nhất cao. Mỗi thành viên của ban phải hết sức gương mẫu, công tâm, trong sạch, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào, tuyệt đối tránh tình trạng hình thức, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ. Trước đây, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc, tà đạo bà cô dợ đã gieo rắc luận điệu mê tín dị đoan, kích động ly khai, tự trị, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhưng nay, cuộc sống bình yên đang trở lại với người dân vùng cao, trong đó có Sơn La. Làn gió mới về với bản làng là một câu chuyện như vậy, đăng trên báo Công an Nhân dân. Bản Hủy Luông, bản xa xôi của xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, nơi có nhiều người dân từng theo tà đạo bà cô dợ, tin theo những điều nhảm nhí về ngày tận thế, sống ở đất nước riêng của người Mông, nghìn năm không chết, không ốm đau, bệnh tật. Họ rời bỏ nhà cửa, dựng lều ở riêng. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Sơn La đã vận dụng linh hoạt các biện pháp, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ bản chất của tà đạo này, thực hiện nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước ngày càng đạt hiệu quả. Đến nay, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã trở lại với sinh hoạt tôn giáo tốt đẹp. Họ thực sự đã tỉnh ngộ sau chuỗi ngày dài u mê tin theo tà đạo để xây dựng cuộc sống ấm no. Cứ vào tháng 4 hàng năm, nhân dịp một số tôn giáo tổ chức các ngày lễ quan trọng, các tổ chức phản động được sự hà hơi tiếp sức từ nước ngoài lại đưa ra các báo cáo đánh giá thiếu thiện chí, vô căn cứ, xuyên tạc tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam, cố tình chống phá chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Có thể khái quát một số thủ đoạn cơ bản của các thế lực thù địch. Một là chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của nhà nước, từng bước biến tôn giáo thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng và Nhà nước Việt Nam.
chúng đẩy mạnh phát triển các hội đoàn tôn giáo, tăng cường truyền đạo trái phép, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Thứ hai, cố tình tạo ra các mâu thuẫn từ đất đai, quyền lợi, từ đó kêu gọi các tổ chức quốc tế không có thiện chí kích động ở các diễn đàn trong nước và quốc tế, kích động tụ tập biểu tình, phản đối chính sách pháp luật, thậm chí chống người thi hành công vụ, tạo ra các hình ảnh giả về đàn áp tôn giáo. Thứ ba, chúng triệt để lợi dụng chiêu bài tôn giáo hóa dân tộc để thâm nhập, lôi kéo, tập hợp lực lượng, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, tiến tới hình thành các tổ chức phản động chống phá nhà nước ta, từng bước công khai hóa hoạt động, lôi kéo các tín đồ theo đạo Tin Lành thuần túy trong nước tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền, thực chất là các buổi đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự. Bốn là lợi dụng thần quyền, giáo lý, giáo luật để kích động, ép buộc đồng bào tôn giáo chống lại chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, lôi kéo kích động tín đồ và nhân dân biểu tình gây rối, lấy cớ can thiệp từ bên ngoài. Năm là triệt để tác động, lôi kéo các chính khách quốc tế có tư tưởng cực đoan để tác động chính sách trong phát biểu ở những nơi đông người hay trên báo chí, truyền thông với nội dung xuyên tạc tình hình tôn giáo, vu cáo nhà nước ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, tạo cớ cho các nước không thiện cảm với chúng ta, có cớ gây sức ép, tìm cách can thiệp vào nội bộ nước ta. Sáu là các tổ chức phản động lưu vong giáo diết vận động Việt Kiều, người nước ngoài ủng hộ kinh phí, vật chất, phương tiện, rồi tìm cách đưa vào trong nước để nuôi dưỡng, hậu thuẫn, các đối tượng trong nước hoạt động quyết liệt, tích cực hơn. Thế nhưng, trên thực tế, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các tôn giáo ở nước ta không ngừng được cải thiện, nâng lên. Đồng bào có đạo và nhân dân tích cực tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Cũng không có mấy người nghe theo luận điệu kích động của các thế lực phản động. Theo như người Việt Nam chúng ta thì không thể nào thiếu cái ngôi chùa. Thì ngoài đảo xa xôi như này mà vẫn có một ngôi chùa thì hợp lòng với lại tâm nguyện của nhân dân và quân dân ở đây. Tâm linh là cái cuộc sống của con người chúng ta trên toàn cầu và Việt Nam nói riêng. Và ngay cả trên đảo sông Tử Tây này, cả quân dân đều có thể lên đây để thắp hương cầu nguyện cho đất nước được bình an. Những năm qua, Đảng và Nhà nước, đoàn thể, chính quyền, địa phương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, trong đó có Phật giáo, quan tâm tạo điều kiện để các Phật tử sinh hoạt đúng pháp luật, cùng dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước, thực hiện tốt việc tu hành chân chính, làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống yêu nước và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Nhấn mạnh tình đoàn kết lương giáo nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 1945-2022. Ngày 30 tháng 8 năm 2022, tại hội nghị biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người đề cập tới những nền tảng giá trị đoàn kết, nhân văn, nhân ái chung của các tôn giáo, đặc biệt là các học thuyết cách mạng và tôn giáo. Chúa Giê-xu dạy, đạo đức là bác ái. Phật Thích Ca dạy, đạo đức là từ bi. Khổng Tử dạy, đạo đức là nhân nghĩa. Lương giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, nhân dân ta nhất định thắng lợi. Lời dạy đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị về sự thống nhất đoàn kết trong đa dạng tôn trọng sự khác biệt của các tôn giáo, tạo nên truyền thống, bản sắc, văn hóa, sức mạnh, nguồn lực Việt Nam. Đất nước có phong trào gì thì tôn giáo tích cực hưởng ứng và đóng góp có hiệu quả phong trào đó. Đất nước có khó khăn, thách thức gì thì tôn giáo cũng đồng hành, góp phần cùng dân tộc, cùng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đất nước có cơ hội và thời cơ gì thì tôn giáo góp phần thúc đẩy mạnh mẽ để phát triển đất nước, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc. Tức là tôn giáo luôn luôn đồng hành cùng với dân tộc.
cùng với đất nước trong khó khăn, thách thức cũng như trong thời cơ thuận lợi. Cần phải khẳng định, tôn giáo cũng là một trong những nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, phải chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, tín đồ, chức sắc tôn giáo, làm cho mọi người hiểu rằng đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo cũng là bảo vệ tôn giáo chân chính và quyền lợi của chính họ. Từ đó, tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo, vi phạm pháp luật. Quân đội với tư cách là một cái lực lượng xung kích đi đầu phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cái sách trắng về tôn giáo tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước ta đến toàn thể cán bộ chiến sĩ. Chúng ta phải góp phần làm tốt tất cả các hệ giải pháp mà được trình bày trong đó, kể cả việc thăm giữ vững môi trường hòa bình ổn định, rồi đoàn kết khối đoàn kết toàn dân tộc, rồi tham gia cái chính quyền cơ sở để giải quyết cho cái xã hội Việt Nam chúng ta ổn định, đổi mới và phát triển. Đó là cơ sở để chúng ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 và các bản hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau này đều luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của con người. Hiến pháp năm 2013 hiến định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền của mọi người, nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với đời sống thực tiễn hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016. Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Cuốn sách dài 132 trang, gồm 3 chương, giới thiệu thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời cung cấp thông tin về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo trong thời kỳ đổi mới, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, những quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Chuyên mục Góc Chiếu Thẳng đã khép lại bản tin 35 online của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý theo dõi.